có kịch bản. Rồi, giờ thằng làm cái kịch bản. Tao thấy mày kỹ tính đó, mày viết đi. Đúng rồi. Thôi được rồi, ok, tao biết. Thế thằng nào quay? Tao thấy phải tao mình quay phim. Mà muốn đảm bảo chất lượng hình ảnh á là phải mày quay. Đúng, đúng, đúng. Wow, wow. Đúng. Rồi, ok, ok. Rồi. Thằng nào dựng? Lại tao nữa à? Đúng rồi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ok. 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 Hàng đâu? Dạ ha. Kệ đi. Học đi. Tobi continue đi. Mày không thoát được bao con trai. Tobi không continue. Rồi, má, xong rồi.